khi mà chúng ta sống ở trong đời sống, nó có nhiều những cái khó khăn, có nhiều những cái muộn phiền, thì chúng ta bắt đầu đi tìm, có cái ý hướng là muốn đi tìm một cái gì đó để giúp cho cái tâm mình an tịnh. Tất cả chúng ta là những người đang sống ở trong đời, và Đức Phật ví dụ chúng ta như những người ở trong biển, mà biển này là biển khổ. Thật sự ra nếu mà nói là khổ thì cái gì cũng có thể khổ được. Người mà ăn cơm kim chi hạnh phúc thì không có khổ, còn người ai ăn cơm không được thì khổ. Hồi trưa đi ra vô ngồi ăn cơm với quý thầy, thì có một thầy mới nói: thầy Pháp Hoa, thầy mời quý thầy quý cô vô đây ăn cơm mà trưa nay đâu có cơm, cơm nếp. cái gạo gì mà nó dẻo như là nếp vậy đó. Thì Pháp Hòa nói cái này cũng là cơm mà cơm nếp, cơm dẻo. Thưa đại chúng, là cái bản chất của mọi sự việc do chúng ta nhìn. Nếu chúng ta nhìn thấu đáo thì tự nó là một cái bài học cho mình. Nếu chúng ta nhìn không thấu đáo thì nó là một cái khổ lụy. Khi mà chúng ta muốn vượt biển thì chúng ta cần phải có một chiếc thuyền. Chiếc thuyền đó, nó là một cái phương tiện đưa mình ra khỏi cái biển khổ, hay là đưa mình ra khỏi cái biển. Ai muốn đi vượt biên, hồi xưa đi vượt biên là phải có thuyền. Mà trước khi mà người ta có cái thuyền đó, là người ta phải chuẩn bị gỗ và lựa cái loại gỗ cho tốt, rồi keo, rồi đinh, mọi thứ để đóng một chiếc thuyền. Người Phật tử của chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu là muốn độ cho mình, độ cho người thân và độ cho mọi người xung quanh. Chữ độ là gì? Độ là từ ở bến bờ bên này sang bến bờ bên này gọi là độ. Ví dụ như thế: Phật ơi, con khổ quá, Phật độ con. Chữ Phật độ đây không có nghĩa là nhắm mắt lại đi, Phật lấy tay Phật rờ một cái là mình hết khổ. Mà chữ độ nghĩa là Phật cho mình một cái phương pháp để mình từ cái bến khổ bên này sang cái bờ vui bên kia. Thì mình muốn giúp cho người thì trước hết mình phải chuẩn bị tốt cho mình. Ví dụ như mình nói là tôi muốn độ chồng tôi tu, nhưng mà mình không có chuẩn bị cho mình gì hết. Nhất là chồng mình không phải là cùng một người Việt với mình. Xin lỗi, nhiều khi cùng một người Việt chứ mình đã độ khó rồi, phải không? Huống chi là khác ngôn ngữ, mình không biết giải thích. Có nhiều khi những cái từ rất là Phật, mình không muốn biết giải thích làm sao. Văn hóa, truyền thống có những cái nó khác với mình. Nhiều khi chồng với vợ cùng là người Việt với nhau, độ nhau đã khó rồi, huống chi là một người ngoại quốc, người không phải là người cùng ngôn ngữ, cùng quốc tịch với mình. Cho nên trước khi mình muốn độ một người, trong đó có mình, thì mình phải chuẩn bị tốt về cái giới đức, cái hạnh kiểm, cái pháp học, pháp hành của mình. Ví dụ như bây giờ Phật tử nè, đầu tiên nhất là mình quy y Tam Bảo, giữ năm giới. Giờ năm giới nào mình giữ chưa được? Bây giờ trong năm giới mình giữ được 4 giới, 3 giới, 2 giới, bao nhiêu giới mình giữ cũng tốt hết. Rồi hàng ngày mình phải có pháp học. Ở đây Pháp Hòa nghĩ rằng các anh chị á, bận rộn cỡ nào đi nữa cũng sắp xếp thời gian nghe giảng ở trên YouTube, phải không? Ở đây kêu phải kêu YouTube không? À, YouTube hả? Sở dĩ mà mình biết được ngày hôm nay thầy Pháp Hòa đến, quý thầy đến, mình đến đây là tại vì mình có tiếp xúc ở trên YouTube. Và mình đã từng biết quý thầy trên YouTube, cho nên hôm nay quý thầy đến đây mình nghe tên là mình biết liền. Như vậy thì ngồi đây Pháp Hòa tin chắc rằng quý anh chị đại chúng ngồi đây đã có pháp học. Phật giáo chúng ta có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học á,
Tức là những gì chúng ta tiếp xúc qua lời giảng dạy của quý thầy, quý tăng ni. Và pháp hành đó, nghĩa là chúng ta ứng dụng những lời dạy của Phật dạy mà trùng tuyên qua quý thầy. Quý thầy là cái người trùng tuyên trở lại, nhắc nhở trở lại. Hay là quý thầy là những người tu theo lời Phật và hướng dẫn mình cùng tu như lời của Phật. Mà bây giờ nếu như mình muốn độ một người mà chính bản thân mình không có một cái gì thay đổi hết thì làm sao mình độ người? Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói là đại chúng phải nhẫn nhục, nghe không? Nhắc nhở người ta nhẫn nhục. Mà mình mới vừa ra cửa thôi, mình mất một cái chiếc giày, chiếc dép, cái nón, cái khăn gì mình la làng lên rồi thì làm sao mà người ta phục mình được? Rồi thí dụ như giờ chồng mình nói đi chùa chứ vậy, nói em đi chùa em tu. Rồi về nhà đụng tới mình giữ quá trời, nói bà tu gì, tu hú gì, tu gì. Thành thử ra pháp hành là gì? Pháp hành tức là những gì chúng ta ứng dụng lời mà chúng ta học. Mà có hành á, thì cũng giống như cái người mà ăn uống có tiêu hóa. Nếu chúng ta ăn mà nó không tiêu thì bụng mình bị sình và mình khó chịu. Cũng như thế, nếu chúng ta học rất nhiều giáo lý mà chúng ta không tiêu được những cái giáo lý mà chúng ta học đó, thì coi chừng cái giáo lý đó trở ra làm khổ mình. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói một bài kinh gọi là Kinh Người Bắt Rắn. Thì Đức Phật mới nói rằng nếu một cái người biết bắt rắn á, thì người ta có một cái cây nạng á, người ta chống ngay cái đầu con rắn để nó không nhúc nhích gì hết, thì con rắn đó bị chấn ngay cái đầu rồi thì nó không có khả năng nó phun cái chất độc tới mình hoặc là nó phóng tới nó cắn mình. Nhưng mà nếu cái người mà không biết bắt rắn thì họ bắt làm sao? Họ nắm cái đuôi con rắn, thì khi mà con rắn nó bị chụp ngay cái đuôi thì nó làm sao? Nó quay trở lại nó cắn mình. Đức Phật nói giáo pháp của tôi cũng giống như một con rắn. Nếu quý vị không biết cách học giáo lý, ứng dụng giáo lý, thì coi chừng nó giống như con rắn, nó quay lại nó cắn mình. Có ai mà dám nói lời dạy của tôi như con rắn độc không? Chỉ có Đức Phật thôi. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật là người không bị dính mắc vào cái pháp môn, mà Đức Phật biết tùy bệnh cho thuốc, tùy hoàn cảnh mà ứng dụng tu. Cho nên đại chúng tu như thế nào mà mình có hạnh phúc, mình có an lạc là mình biết mình tu đúng. Mình càng tu mình càng bị cái tư tưởng nhóm, nhóm này nhóm kia, phe này phe kia, đạo tràng này đạo tràng kia, chùa này chùa kia, chúng ta bị đứt thần thông hết trơn. Quý anh chị có biết lục thông không? Đức Phật tu có thần thông phải không? Thần thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Ở trong đó có một cái thông gọi là thông gì biết không? Gọi là thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là thần thông bay đi bay lại không có trở ngại. Có nhiều khi mình gặp cái người kia, lẽ ra mình định đi đường này, mình gặp cái người kia mình quẹo đường khác là mình bị đứt thần thông rồi. Mình càng tu phải càng có thần thông. Thần thông của mình là có thể tới được với nhau một cách dễ dàng, không bị ngăn ngại. Chữ thông là suốt, thông là thông suốt, không bị ngăn ngại. Nghe thông suốt gọi là thiên nhãn thông, thấy thông suốt là thiên nhãn thông. Hiểu tâm người này với tâm người kia là tha tâm thông. Có thể tới được với nhau là thần túc thông. Hôm nay quý hòa thượng ngồi ăn cơm với nhau, quý ngài rất là vui. Và quý ngài nói rằng mình chư tăng mình rất vui khi hôm nay thấy các Phật tử từ các nơi, nơi nào có pháp thì nơi đó có Phật tử. Phật tử như vậy là Phật tử chân chánh. Nơi nào có giáo pháp thuyết giảng, trùng tuyên giáo lý,
của Đức Phật thì chúng ta đến để chúng ta nghe. Chúng ta nghe để làm gì? Nghe để thanh lọc. Thanh lọc cái thấy nghe thường nhật của mình. Cái thấy nghe thường nhật của mình là cái thấy nghe của phiền não, bế tắc, kỳ thị. Nhưng mà bây giờ mình càng nghe, tâm mình càng mở. Cho nên đại chúng mình tu á, đừng có chờ chết mới có thần thông. Ngay bây giờ quý anh chị đang có thần thông. Mình có thể nhìn người kia bằng cặp mắt cảm thông, không kỳ thị, là thiên nhãn thông. Mình không cần người đó nghe trực, không cần người đó nói trực tiếp với mình là người đó đang khổ. Nhìn người đó là mình hiểu được người này có nhiều khổ lắm. Như hồi nãy Pháp Hòa ngồi ngang xéo đây mà nhìn xuống, xa xa Pháp Hòa thấy có những người ở nơi họ đang có nhiều cái buồn, cái khổ không muốn nói ra, nhưng mà chưa có cơ hội để nói. Cho nên cái tiếng nói khổ đó đó, đôi khi người ta không nói thành lời. Có những niềm riêng lòng không nói hết. Nhưng mà nếu mà mình có cái cặp mắt, mình tuệ giác, mình nhìn, mình vẫn nhận ra rằng người này đang có nhiều cái điều ở trong lòng. Và mình thông được cái đó, có nhiều khi mình tha tâm thông, biết được. Thì nhìn người đó biết người đó khổ, hiểu được người đó đang khổ. Và mình tìm cách mình giúp cho người đó hết khổ. Đó là độ. Có nhiều khi mình độ trực tiếp, có khi mình độ gián tiếp. Có nhiều khi mình độ, mình đến thẳng với người đó. Có nhiều khi mình ở một cái giây phút nào đó mình độ. Có nhiều khi trong một bài pháp, quý thầy biết cái người đó chưa có thể ngồi với quý thầy được, thì quý thầy mà bây giờ nhìn xuống thấy người đó đang ngồi đó, thì có thỉnh thoảng có một hai câu, một hai lời quý thầy muốn nói với người đó, nhưng mà nói gián tiếp. Ở bên đó Pháp Hòa có lớp thiền cho người Mỹ mỗi thứ sáu. Chiều nào thứ sáu mấy người Mỹ họ cũng về ngồi chùa, họ ngồi thiền, họ nghe pháp. Thì có những người nghe pháp xong đi xuống khóc cảm ơn, nói thầy ơi, hồi nãy tôi ngồi nghe thầy nói, tôi có cảm tưởng như cái bài nói chuyện hôm nay thầy cho dành cho tôi. Tại vì nhiều khi cái niềm đau nỗi khổ nó đúng ngay cái nỗi niềm của họ. Cho nên mỗi người chúng ta là Phật tử, chúng ta phải chuẩn bị cho mình dán cho tốt, keo đinh cho tốt, để chuẩn bị đóng một chiếc thuyền. Khi mà người ta muốn làm thuyền, người ta phải chuẩn bị cái đó. Khi mình chúng ta muốn giúp đỡ cho ai, chúng ta phải chuẩn bị cho mình, trang bị cho mình một cái hạnh đức. Mình muốn khuyên người ta mà mình không có làm thì làm sao mình khuyên người ta được. Giống như mẹ mà rầy con vậy đó. Mẹ đã nói với con rồi, không được nói tiếng Anh, ok. Đứa nhỏ nó nghe, yeah, ok mom. Tại sao? Tại vì mình nói với nó, mẹ đã nói với con rồi, không được nói tiếng Anh, phải cái ok. Thầy quen rồi. Mà mình thường thường mình là một con tôm công, mà mình muốn tôm nào cũng phải thẳng hết đó. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, tôm mẹ nó bảo tôm con phải đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó chắp tay, con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Mình muốn người ta sửa thì trước hết mình sửa mình. Có nhiều khi mình muốn người ta tu, mình không cần nói nhiều, mình cứ tu thôi. Tại vì cái tu của mình là một bài thuyết pháp. Có nhiều khi cái cách mình đi, cái cách mình ngồi, cách mình nói, cách mình rót nước, cách mình pha trà, cách mình làm việc, nó nói lên được cái tâm tu của mình. Nó nói lên được cái đạo hạnh ở nơi mình.
Cho nên quý vị biết không, hồi sáng á, thỉnh quý hòa thượng, nếu bạch hòa thượng hôm nay chúng con thỉnh hòa thượng, sẵn đông đủ đại chúng, thỉnh quý hòa thượng mỗi vị cho Phật tử một đôi lời. Thì hòa thượng lớn nhất ngày mới trả lời, ngày nói thôi tôi chỉ tới đây muốn nghe thôi, tại vì tôi nói dở lắm, tôi ít lời lắm. Thì có một thầy nói, dạ bạch quý hòa thượng nói rất ít nhưng mà nói toàn nước cốt không à. Tại sao? Tại vì cái lời nào của ngài nói ra đó tuy ít nhưng mà nó gom mà đúng ý. Hồi trưa ngài nói rất ít nhưng mà cái ít đó nó là nước cốt, nó là cái chất quan trọng để cho mỗi người chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Cho nên cái người nói ít không phải là người ít nói, mà là không nói những lời vô ích. Có những vị hòa thượng nói rất ít, nhưng khi cần nói các ngài sẽ nói, mà nói câu nào là mình sẽ nghe rõ ràng và đáng câu đó. Cho nên Đức Phật á, có nhiều bài kinh Đức Phật nói ngắn gọn lắm, đọc vô có mấy câu là xong bài kinh rồi. Vậy mà rải rác bây giờ sưu tập lại hết những cái lời Phật. Cho nên á, mình là Phật tử mình phải chuẩn bị cho chính bản thân mình. Thí dụ như nói cái anh đó Phật tử mài rầy, Phật tử màn kia, mà mình quên mình là Phật tử làm sao? Phải không? Thành thử ra Phật tử là gì? Không phải chỉ cái nghĩa đơn thuần là đệ tử Phật, còn cái nghĩa sâu sắc là ở nơi mình có hạt giống làm Phật. Tại vì chỉ tử là hạt giống, hạt giống được làm Phật. Bây giờ mình muốn độ người thân á, mình tu đi, người thân sẽ thấy mình thay đổi, rồi tự người thân nhẹ nhàng theo mình. Có một cô đó đó, cô muốn khuyên gia đình ăn chay mà không biết làm sao nói, tại gia đình quan niệm là ăn chay mất sức khỏe, ăn chay ốm bệnh. Bắt đầu cô ăn chay, cô ăn chay nhưng mà cô vẫn làm đúng cái bổn phận của cô là nấu ăn cho người thân. Mỗi ngày vẫn nấu cá thịt, làm mọi việc. Thì tự nhiên một ngày nọ ông chồng thấy tội nghiệp bà vợ quá, vừa nấu ăn cho mình, rồi khi nấu cho mình xong thì bà vợ đâm ra hết thời gian rồi. Có bữa thì còn thời gian thì nấu đậu hũ đồ ăn đàng hoàng, có bữa thì ăn đại miếng rau miếng cỏ gì đó. Ông nói thôi mất công quá, để tôi ăn chay với bà luôn. Rồi quý vị thấy nhiều khi mình tu á, mình đừng nói gì hết. Trời ơi thiệt cái nghiệp của tôi nặng ghê vậy đó, tôi muốn ăn chay mà phải nấu cho mấy cái người này nè. Mà mình không thấy, người ta không thấy mình trở ngại. Mình tu sao mình riết mình thấy mọi người trở ngại với mình hết trơn. Không phải mình tu ngược không? Mình tu là cái tâm mình phải rộng. Người ta chưa tu là cái chuyện đương nhiên rồi, còn giờ mình biết tu nè, mình tu làm sao? Tại sao mình thấy những người xung quanh mình toàn là nghiệp chướng của mình mà mình không thấy rằng họ là những người mà mình đang làm phước? Nếu mình biết khéo nấu phải không, 5 món có thịt cá, 1 món có rau, cho họ ăn chay được món rồi đó. Rồi mai mốt có những món ăn không nhất thiết để thịt, mình có thể giảm. Ví dụ mình nấu canh, bỏ tép, bỏ thịt phải không, đừng bỏ, để đậu hũ. Thì 4 món kia có thịt cá rồi, thì món này có đậu hũ có sao. Chứ cái quan trọng không phải là người khác tu với mình, mà mình có khéo giúp cho người ta, độ cho người ta tu không. Mình chưa chuẩn bị được cái hành trang đó, cho nên mình càng tu mình càng cực. Mình phải chuẩn bị cho mình pháp hành, pháp học. Mà khi mình pháp học á, là mình phải học cho nó đúng. Học cho đúng, mình phải nghe những cái lời giảng của các bậc minh sư. Cái gì mình không tin chắc, khoan tin, hỏi cái đã. Như hồi sáng đó, có vị Phật tử nói á,
là có cái bát hương, bây giờ muốn lau chùi, con có được dời bát hương không? Tại vì có người sẽ nói với mình rằng đừng có dời bát hương. Dời bát hương gia đình lộn xộn lắm. Rồi mấy người mà ta không thờ gì hết, không có dời gì hết, cũng lộn xộn như thường. Chứ đâu phải mình dời bát hương gia đình mới lộn xộn. Có những người người ta có thờ gì đâu. Thì không, như vậy thì cái ý niệm mà dời bát hương mà gia đình lộn xộn là không đúng. Thì rất tốt là vị Phật tử nghe người ta nói vậy, hỏi quý thầy. Chứ còn nghe xong rồi tin, về nhà không cho dời bát hương, khổ không? Thành thử ra cái bát hương nó đâu là gì, nó chỉ là cái dụng cụ để mình cắm hương. Cái quan trọng là ý nghĩa thắp cây hương, chứ không phải là hương gì nữa đó. Có nhiều người nói cúng Phật không được cúng nhang này, không được cúng nhang kia. Không có chuyện đó. Ngay cả cái hoa cũng phải, ở Việt Nam mình đó, không cho cúng Phật hoa mồng gà. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nó là cái mồng của con gà. Không cho cúng Phật trái lê của ma. Tại sao? Vì nó có chữ ma. Thật ra mấy cái đó là tự mình, phải không? Rồi mình cứ nghe, mình học, mình không có học đàng hoàng, mình nghe Phật Pháp vậy. Cho nên đó, thưa đại chúng, có nhiều khi mình học mà không có rõ đó, cái thì tự nhiên mình cũng làm, nhưng mà mình hồi mình làm trật. Vì vậy cho nên trước hết đó, cái người mà muốn làm thuyền, làm ghe là người ta chuẩn bị dán gỗ, đinh, keo rồi cho tốt, để người ta làm chiếc ghe cho tốt. Mình cũng vậy, trước khi mình muốn giúp đỡ cho ai thì mình phải có pháp học, pháp hành. Trước là tự độ cho mình, sau là giúp người thân mình tiến tu. Người ta thấy mình tu mà người ta không có mệt mỏi. Có nhiều khi người ta không tu nhưng mà ta thấy mình tu người ta mệt. Tại sao biết không? Tụng trước khi mình tụng kinh đó, mình phải làm chuẩn bị cái này, cúng phải đủ cái này, đủ cái kia, không đủ chịu không được. Chẳng hạn như cúng trái cây phải đủ 5 món. Trời ơi, bắt ổng chở hết tiệm này, chở tới tiệm kia. Ổng nói trời ơi, bà cúng tôi nó gọn quá, bà cúng Phật sao nó rùm rà quá. Thấy không? Rồi mai mốt cái mình thí dụ thôi, mình nói con ơi con, mẹ đi về Việt Nam, ở nhà con nhớ mua trái cây cúng Phật. Nó nói thôi, mua nhiều thứ con không biết. Phật không có đòi hỏi cái đó. Phật có cả cung vàng điện ngọc, Phật bỏ hết trơn để Phật đi tu, Phật giúp cho mình. Tự nhiên ngồi chờ dĩa trái cây 5 món. Tội nghiệp cho Phật không? Phật đâu có ngồi chờ cái dĩa đó của mình. Cho nên quý vị, mình tất cả mọi sự cúng kính đó là bày tỏ tấm lòng của mình, bao nhiêu cũng được. Có nhiều người nói cúng linh phải cúng đủ 3 chén. Hỏi sao vậy? Một chén cho người chính giữa ăn là người thân mình, 2 chén 2 người canh. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ để một chén không chịu, nói 3 chén không đủ, mà bây giờ trên bàn thờ linh 500 người để 3 chén, ai ăn ai nhịn? 3 chén cũng chẳng đủ chứ đừng nói là một chén. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, quý anh chị nhớ, đại chúng nhớ là thờ phượng. Thầy nói vậy mà thờ phượng, chữ phượng nghĩa là phụng đó. Thờ phụng, phụng là gì? Là cúng. Giờ cúng gì? Mình có 5 cái cúng: cúng nước, cúng đèn, cúng hương, cúng hoa, cúng quả, phải không? 5 thứ cúng: hương, đèn, nước, hoa, quả. Nếu mà thêm nửa chén cơm gọi là lục cúng, hay là ngũ phần cúng cũng được. Nhưng mà 5 cái đó nó là 5 cái biểu tượng. Thứ nhất, cúng hương là gì? Cúng cái giới hạnh của mình. Mình phải có làm sao mỗi ngày mình sống phải có đức hạnh, có đạo đức như sáng mới hòa thượng dạy mình đó. Thì đó là cây hương mỗi ngày mình thắp lên, nhắc tới mình là ai cũng thương quý lắm. Đó, cây hương đó nó vô hình vô tướng mà cái tiếng thơm nó bay xa. Cúng sao không biết nữa mà nó đừng nhắc con nhỏ đó, tôi sợ nó lắm.
là biết cái hương này nó có vấn đề đó. Hương này không phải hương trầm mà hương mặt cưa, hương bột gì đó không biết. Cúng hương là tượng trưng cho đức hạnh. Mỗi ngày mình nguyện cúng hương là con nguyện mỗi ngày con trao dồi để cái đức hạnh con thơm. Một cái cúng nước là cúng gì? Cúng sự định tĩnh vắng lặng. Nước mà mình nấu sôi cỡ nào để nó cũng nguội, nó đục cỡ nào để hồi nó cũng lắng, tượng trưng cho sự định tĩnh. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp. Trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Rồi bây giờ quý đại chúng mình kiểm lại coi, có phải đó là những cái mà mỗi ngày chúng ta có thể cúng được hết không? Nhớ làm cái gì đi mua trái cây lựa cho tốt. Thì trước khi mình làm cái gì mình suy nghĩ cho kỹ cái việc làm này nó tác dụng hại như thế nào. Đó, mình lựa trái cây cho tốt để mình ăn, mình cúng. Thì phải lựa cái lời mà nói, lựa cái lời mà lựa cái việc lành mà làm. Tại sao trước khi mình thỉnh chuông, mình cầm cái dùi chuông lên, mình nhập vô chuông hai cái. Trước khi mình thỉnh tiếng chuông nha, chứ đừng cầm lên làm cái beng, ta giật mình đứng tìm chết. Ôi trời, lắc lên, tại sao chết, tại sao chết, tại nghe chuông chết. Cái này không dám đọc trong chùa vậy. Đọc trong chùa nó hương lên tử vì nghe tiếng chuông. Trước khi mình thỉnh một tiếng chuông là mình phải nhập như thế này là để làm gì? Thứ nhất, bởi vì cái chuông này là một cái chất đồng. Nếu như mình không có động nó mà mình thỉnh, nó sẽ bể cái chuông nó. Mình gọi là tức chuông nó bể. Trước khi mà mình nói, hoặc là bây giờ đại chúng đang ngồi im lặng, muốn cho đại chúng chuẩn bị tư thế nghe tiếng chuông, đại chúng chuẩn bị nghe sẽ có một tiếng chuông, thì mình không giật mình. Tự nhiên đang ngồi liêm diêm, có nhiều người đang hồi nãy nghe chút chút rồi đó. Đó, thì mình thỉnh một cái bon người ta giật mình. Cho nên mình nhập như thế là nghe. Cũng mang cái ý nghĩa rằng trước khi mình muốn nói thì cái lời nói của mình nó phát lên như một tiếng chuông vậy đó. Thì mình phải nhập lại, có nghĩa là mình phải dừng lại 2 giây, 3 giây, 20 giây để mình suy nghĩ cái lời nói của mình, coi cái lời nói này như thế nào. Cho nên cái người mà trước khi thỉnh chuông phải chuẩn bị tư thế đứng như thế nào, cầm dùi như thế nào, tâm tư phải như thế nào. Cái người mà nóng giận không được lên thỉnh chuông. Tại vì họ mà nóng giận lên thỉnh chuông nghe biết liền à. Tại vì họ nói lại đi, cúng lẹ, đi về. Đấy, còn không nữa. Bưng 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 bên này, bốc bốc bốc, bưng bốc bưng bốc. Họ bon 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 đó, bưng 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 bên này, gõ cốc cốc cốc, bốc lẹ bốc lẹ. Trước khi mình thỉnh chuông là mình nhập cái chuông, thức cái chuông mà cũng nhắc nhở mình trước khi nói mình phải suy nghĩ. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta thấy một cái bàn thờ của đạo Phật là một đạo lý nhắc nhở chúng ta tu rất căn bản. Và đó là cái căn bản đạo đức. Vô thường là hoa nè, nhân quả là trái cây nè, trí tuệ là đèn nè, đức hạnh là hương nè, tĩnh lặng là nước nè. Đó, một người mà có chuẩn bị cho mình những cái này, có phải là người đó là một chiếc thuyền an toàn vững chắc đi ra độ mình độ người dễ dàng không? Còn mình không có chuẩn bị gì hết. Rồi bây giờ đó là cái điều thứ nhất của người chuẩn bị chiếc thuyền. Bây giờ chiếc thuyền nó có một cái điều thứ hai là khi thuyền ra khơi, dĩ nhiên là thuyền phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp, phải đương đầu với các đá bãi đá ngầm, dòng nước xoáy vân vân.
Cũng giống như vậy, người đệ tử Phật, hay nói chung là chúng ta là một con người sống ở đời, chúng ta như những chiếc thuyền, sống thì phải bị những cái phong ba của phiền não, của những hệ lụy, những cạm bẫy của đời. Ví dụ như trước khi mình ra bên này mình đi làm việc á, có thể mình lấy chồng, có thể mình đi làm việc, chỉ vì một điều thôi, là mình muốn giúp đỡ cho người thân, mình muốn thoát cái hoàn cảnh khổ, mình muốn vươn lên để giúp cho mình một phần, trong đó người thân mình là chính. Nhưng mà khi mình đi như vậy đó, mình phải chuẩn bị cuộc đời của mình là những bắt đầu, những sóng gió. Có không? Giống như những người đi vượt biên vậy. Ngày xưa các vị mà ta đi vượt biên là một là sống, hai là chết. Mà người ta bước xuống thuyền, người ta đi rồi là người ta nghĩ rằng người ta phải chịu đựng tất cả mọi sóng gió để làm sao qua được đến bến bờ tự do, để giúp đỡ cho người thân người ta. Thưa đại chúng, quý anh chị, hồi đó quý thầy ra nước ngoài làm đạo không có dễ. Tiếng Anh không biết, mình nói mà người ta không hiểu thì cũng giống như là mình không nói. Người ta nói ngược lại mình không nghe được, cũng như mình không biết nghe, tai mình lãng. Không có xe để đi, tối ngày ở trong nhà thì cũng giống như mình bệnh chân, không đi được. Và những cái ngày mình mới đặt chân đến đất nước mới, đời sống của mọi người còn rất cực khổ. Ai cũng phải lo đi làm để dành kiếm tiền giúp đỡ cho con cái họ bên này, gửi về nuôi người thân, thì đâu có ai có dư mà cúng dường nhiều để mà gọi là làm chùa đâu. Cho nên ở bên Canada, bên Mỹ, phần lớn các chùa, có thể nói 99% các chùa, không có chùa nào mà không mang nợ nhà băng. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó, quý thầy rất tự hào hai bàn tay trắng làm nên đống nợ. Để mình mới nói rằng tại vì mình quý thầy muốn chứ ai biểu đâu. Nhưng mà nếu ai cũng sống cho riêng mình thì làm sao mình có được cơ sở tu học. Ví dụ hôm nay mình đến đây, nếu không có ngôi chùa này mình đi đâu sinh hoạt? Biết đâu chừng ngôi chùa này người ta vẫn có nợ làm sao mà mình không biết, phải không? Thành thử ra nếu mà mình chỉ nghĩ tới cá nhân mình, an dưỡng cho mình dễ lắm, có gì để bà bàn cãi nữa hết. Nhưng mà mình sống, mình biết vì người mình sống, thì trong đó phải có cái đức hy sinh. Nếu mà mình muốn con cái mình tốt, hy sinh chút đi, nhịn chút đi cho con nó yên. Muốn cho nhà mình yên thì nhịn chút đi, cái nhà nó yên liền. Mình hơn chi câu rồi bắt đầu chén bay dĩa bay, rồi bắt đầu mai mốt kiếm tiền đi mua khác. Nhịn một câu khỏi hao nước miếng, khỏi hao chén, khỏi hao gì hết. Có nhiều khi nói xong giận quá, xách cái áo đi shopping, đi chợ, đi siêu thị, về đem một đống đồ, buồn quá không có gì làm, mua chơi. Mua chơi về đầy chật nhà cửa hết, bữa nào soạn dục chơi. Có rất nhiều người ham mua đồ hạ giá, mua xong rồi không xài, mai mốt chuẩn bị hốt. À bây giờ không biết còn cái chuyện đóng thùng gửi về Việt Nam không? Thôi đừng gửi nữa, ở bển ta hơn mình rồi, đem về coi chừng ta chê. Pháp Hòa nhớ hồi ở mới qua, hũ chao cũng cất, hũ nước tương cũng cất, đôi dép nó đứt cũng cất, để mai mốt đem về Việt Nam. Ở chùa Pháp Hòa có một sư cô, hồi cổ sống thời mà nghèo khổ, tới già quen rồi. Khi về già cổ hay quên quên lẩn lẩn. Năm đó cổ 80 mấy tuổi rồi, tối cổ không có ngủ. Cổ đi từng phòng, cổ gom dép, cổ bỏ vali, cổ cất.
bỏ mấy cái cuộn giấy đi cầu á, để ra bao nhiêu trong nhà vệ sinh là cổ gom cổ cất vali hết. Mình mới nói lạ, mình mới để mấy chục cuộn ra mà sao sáng chịu mất. Bắt đầu mình bắt đầu đi rình. Đi rình thì mới thấy là tối nào cũng đi của tha từng cục của vô. Mình mới hỏi cô làm chi? Nó để đem về Việt Nam cho. Tại nó quen cái kiểu đó rồi. Thưa đại chúng, mình đó là những người ai cũng sẽ đi qua cái những cái chuyến đường bão táp này hết. Thí dụ ha, mình à, quý phần lớn là mới qua Hàn, một số thì đi các nước, thì nói chung tất cả chúng ta khi thay đổi môi trường sống là bắt đầu chúng ta có khó khăn. Có những bậc cha mẹ đi qua nước ngoài ở khóc tối ngày, hỏi sao vậy? Con đi làm không có lo, lo sao được? Con nó có thương nhưng không thể ở nhà lo được. Nếu mà con ở nhà lo cho mình tới cuối tháng ai lo nợ? Ở bển á, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ, ba cái bảo hiểm mỗi tháng. Rồi chưa nói á, là tiền xăng, tiền học hành, đủ thứ tiền hết. Mình không có không được. Thì thưa quý vị là nếu mà nói về cái khổ, ở trong biển khổ thì không có ai mà không có. Quý vị nhớ cái bài thơ không? Biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngoảnh lại nhìn trong bể khổ thôi. À, quý vị nhìn mấy vị Canada, Mỹ nói trời ơi cô sướng quá, cô sướng quá. Không có sướng đâu em, ham đi Hàn Quốc du lịch cà thẻ không đó. À, cuối kỳ này về đi làm overtime, tức là làm hơn giờ để kiếm tiền trả nợ, tại cái tội ham đi ăn kim chi. Mình làm đạo không dễ. Nhiều khi mình muốn làm thiện cũng đâu phải dễ đâu. Tại sao? Tại vì mình nhớ là khi mình muốn làm thiện thì cũng có những người, người ta nghi ngờ cái thiện của mình. Mình đi vận động, mình làm cứu trợ nhưng ta cũng nghi ngờ chứ. Ta nói biết mình có cứu trợ thiệt không? Hay là mình vận động, mình xây chùa, ta biết mình có xây chùa thiệt không? Hay là mình đem đi nấu canh chua hết? Phải không? Cho nên á, nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta là những người đã phát tâm bồ đề làm các pháp lành thì đừng có nệ hà bảo táp. Cũng giống như mình là một chiếc thuyền, đã là chiếc thuyền ra khơi thì bắt buộc phải chấp nhận đá ngầm, những cơn lốc, những trận sóng gió. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy, chúng có khác. Đừng có nghĩ rằng á, đi nhiều khi thấy quý thầy trời ơi, thấy quý thầy sướng quá, con muốn đi tu giống quý thầy. Vậy mà không tu. Sướng mà không chịu tu. Phải không? Người ta thường nói á, con cá ở ngoài đó, ở con cá trong lòng á, nó đỏ lơ đôi mắt. Con cá ngoài lòng nó lúc lắc muốn vô. Có nhiều khi mình thấy người ta vậy. Mình muốn nhảy vô, nhiều con cá ở trong đó thì nó làm sao? Nó muốn nhảy ra. Cho nên mình là một cái người mà làm việc đạo, hay là nói chung mình sống ở đời, cái khen cái chê nó không có quan trọng. Tại sao? Vì thủy chung nó cái gì rồi nó cũng chỉ là hư ảo. Người ta nó hay nói hư danh, phải không? Chữ hư là gì? Trống rỗng. Thí dụ người ta nói hư không. Đấy, hư không, trống rỗng. Cái danh mà nó rỗng toét là kêu hư danh, chứ có gì đâu. Thí dụ bây giờ ở Pháp Hòa, quý anh chị, quý đại chúng ngồi đây, tất cả chúng ta ngồi đây có danh không? Có hết rồi nè, danh thầy chùa.
danh ông anh, danh bà chị, danh ai cũng có danh hết á. Nhưng mà cái danh này nó không thiệt à. Nếu như mà một lát nữa hay ngày mai mình trở vô hãng mình á, thì mình đổi danh rồi đó. Đổi danh làm gì? Công nhân. Có về nhà mình đã có danh là mẹ, vô hãng mình là công nhân, vô chùa mình là Phật tử. Thì tất cả những cái danh đó nó đâu có trụ đâu, phải không? Nó tùy hoàn cảnh mà nó biến chuyển. Cũng giống như cái bao thờ để tiền vô, đưa cho cái ông mà cảnh sát mà gọi là muốn làm tiền mình để mình được qua ải gì đó, kêu tiền hối lộ. Là mình đưa lên trên chính quyền, nó đi kinh hành. Quý vị có nghe nó hát không? Không biết nó hát gì không? Không nghe hả? Cho nó hát tiếng Hàn mà không nghe. Nó về nó dở. Nó hát á, nó kêu đi xuống lẹ. Cũng cái bao thơ đó, mình đem tới một cái người mà mình buộc lòng mình phải nhờ vả họ, mình đưa cái tiền đó kêu tiền hối lộ. Rồi đưa cho một cái ông nào mà quan chút chút, cái mình kêu là bồi dưỡng. Đem lên đưa ông thầy cúng dường. Cũng nó, mà nó tùy đối tượng mà nó có tên. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đừng có dính mắc cái đó. Mình sống ở đời á, tất cả cái gì chúng ta có, nó cũng là tạm có hết. Mà khi mình biết rằng tất cả mọi thứ chúng ta đang có chỉ là tạm có, thì cái tâm mình sao? Nó nhẹ ra. Lỡ mai mốt có mất không có buồn. Không có khổ chứ. Buồn thì có, nhưng mà không khổ. Ta kêu buồn khổ. Buồn có chút thôi, không khổ. Thấy không? Ta kêu là khổ lụy. Cái người nào mà người ta đau khổ nhiều nào, ta chìm, ta chung xuống nấy, ta chìm đắm với nó lụy. Cho nên á, có danh cũng vậy, có tiền cũng vậy, có lực, có thế cũng vậy. Không có gì mà nó bất biến đâu. Nó luôn luôn nó thay đổi. Cái chú đó đó, tháng rồi mình gặp á, mình có người gọi ông bằng chú, tại vì tuổi đáng cháu. Có người cỡ cỡ ổng hoặc nhỏ ổng 1-2 tuổi kêu anh, ngang hàng kêu thằng. Đó thì cũng ổng đó, nhưng mà ổng 2-3 danh lận. Vậy mà tháng sau ổng vô chùa, ổng cao đầu mặc áo rồi, dạ thầy. Cho mình sống mà mình hiểu như vậy đó, thì mình là những chiếc thuyền mà không, người ta mới vừa dàn dàn cái là mình hoảng hốt lên là lật thuyền liền. Quý vị cứ tưởng tượng cái đó. Mình đang đi trên một chiếc thuyền mà chiếc thuyền nó hơi chao đảo một chút, ngồi cho yên để mình vững chiếc thuyền trở lại. Mà hãy mình hoảng hốt lên, mình đứng lên, mình la hét, mình mất thăng bằng là thế nào mình cũng rớt, và chiếc thuyền mình sẽ lật. Ở đời cũng vậy. Có những cái mà chỉ cần người ta búng cái là mình văng á, nhưng mình ngồi yên là không sao. Quý vị có nhớ là khi Đức Thế Tôn của chúng ta sắp sửa thành đạo đó, Ngài ngồi thiền. Thì khi mà Ngài ngồi thiền như vậy là ma vương, ma quân tới. Thưa đại chúng, ma ở đâu? Ma bên ngoài, ma bên trong? Ma bên trong. Ma tham nè, ma sân nè, ma si nè, ma ái dục. Nó dụ Ngài, nó thăm he Ngài đủ thứ hết, không được. Cuối cùng nó làm gì biết không? Nó giả ra những cô gái đẹp. Ôi cha, nó đứng trước mặt Ngài, nó mỹ miều. Mình cũng vậy. Đôi khi ngồi thiền nhắm lại,
Phật đâu không thấy. Trời ơi, cười dễ thương quá. Nhiều khi mình nhắm lại, tức là cái chữ ma đó là vậy đó. Chữ ma có nghĩa là khi nào mà những cái gì nó quấy rầy mình, nó làm cho tâm mình không còn bình an như thường nữa, đó là phiền não. Đại chúng đừng có lầm là ai chọc mình giận mới gọi phiền não nha. Phiền não nó hai loại: phiền não tức tối giận dữ và phiền não êm ái. Nè, thí dụ như Pháp Hòa đi, tu hành không có bị vướng gì hết trơn, tự nhiên có ngày đó người đó làm cho mình chịu nói, nhắm mắt lại là bây giờ cái người đó phiền não của mình rồi đó, phải không? Cho nên đó, khi nào mà người nào làm cho mình tâm mình nó không còn bình an như bình thường nữa, đó là phiền não. Chứ không phải ai giận mình mới gọi phiền não à. Nè, mình đang cầm một cái nấm đinh chuẩn bị đóng vô trong vách, rớt một cái đinh thôi mà mình quên một cái việc là mình còn một nấm đinh, đóng cho rồi đi để trễ giờ. Không, cái đinh đâu rồi, cái đinh đâu rồi, tìm mà trong khi đó tay mình còn một nấm đinh, đi tìm chi một cái đinh đó. Cho nên đôi khi chúng ta bị mất rất nhiều thì giờ bởi những cái lúc chút đó. Người ta nói xấu mình, hơi đâu mà ngồi đó mà để dành thời gian phân bua, mà hễ càng phân bua là binh mình, binh về mình, nhân ngã chưa sáng. Để dành thì giờ sống tốt, tại vì thời giờ mình sống tốt là câu trả lời tốt nhất. Chứ còn mình đi phân bua làm chi, mình càng phân bua thì nó lại càng có chuyện nữa. Tại vì phân bua xong ta nói nhưng mà rồi mình lại bị nhiều cái nhân quá, không biết nhân bánh bao hay nhân gì. Không, thời gian mà đi đến chánh để phân bua, hãy dùng thời gian đó sống, sống cho tốt thì nó là câu trả lời. Cho nên người ta thường nói đừng sợ người ta nói xấu, hãy sống những gì nó ngược lại với lời nói đó. Đức Phật có thoát được sự khen chê không? Không, Phật vẫn bị mà, thì huống chi mình. Cho nên mình tu á, là mình sống ở trong đời á, nói chung á, đừng có ngại cái đó. Có một vị quan đến gặp một vị thầy, thì vị thầy mới xoay qua hỏi: ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Hòa thượng hỏi ông đó: ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Thì vị khách tăng chắp tay trả lời, vị khách trả lời: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài. Trăm năm chỉ một ngày, trăm năm chỉ có một ngày thôi, đó là ngày cuối của mình. Cho nên làm sao mình giữ được cái tâm bình an là mình giữ vững được cái thuyền. Không có ai ngồi đây mà không đi những chiếc thuyền, nhỏ lớn tùy mình. Nhưng mà đã là thuyền ở dưới nước thì thế nào cũng sẽ có những lúc sóng nhồi để chúng ta bấp bênh. Nhưng mà nếu chúng ta hốt hoảng, chúng ta sợ hãi, chúng ta la làng lên thì chúng ta rớt, thay vì chúng ta ngồi yên. Cái điều thứ ba là ra khơi chắc hẳn thuyền phải đi qua những vực nước sâu, đầy những cá sấu, thuồng luồng, cá mập, hung dữ. Cũng vậy, một người tu mà không nắm bắt được giáo pháp thì cũng không thể nào vượt qua được những sự sợ hãi. Đó, giáo pháp mà nãy giờ Pháp Hòa nói là gì? Là chúng ta biết tất cả các pháp nó như vậy. Người ta khen, người ta nói khác. Người ta thương, người ta nói khác. Người ta không thương, người ta nói khác. Khổng Tử có dạy đó: mình làm sai mà người ta chê mình là thầy của mình. Mình làm trật mà người ta nói đúng cái điểm trật của mình là người đó thầy mình rồi, chỉ cho mình cái đúng để mình học. Mình làm đúng mà người ta khen đúng
người đó là bạn của mình. Mình làm trật lất mà người ta cứ khen hoài, người đó là kẻ thù mình. Tại vì sao? Tại mình tưởng thiệt. Mình càng làm thì càng lúng. Có nhiều khi mình dở mà người ta cứ khen mình mà mình không biết. Mình cứ nghĩ người ta đang ủng hộ cho mình, nhưng mà thật sự sau khi rồi thì mình lại là cái người chuốc khổ. Cho nên hôm nay Pháp Hòa đến thăm đại chúng lần này, và hôm nay chúng ta cứ nhắc hoài cái chữ duyên. Nếu mà đã là duyên thiện, duyên thiện, thì mỗi ngày chúng ta càng gieo hạnh phúc cho nhau. Nếu mà đã là duyên ác mà chúng ta không biết nó, mà chúng ta sống hoài với cái đó, thì càng ngày càng gieo thêm nhiều khổ lụy. Người Phật tử khác à, lỡ sống trong duyên ác thì phải lấy từ bi trí tuệ để chuyển cái duyên ác thành cái duyên thiện lành. Thế gọi là tu. Người ta xấu mình, người ta xấu với mình, đừng xấu lại. Tại vì nếu như người ta xấu với mình mà mình xấu lại, có nghĩa là mình lấy cái pháp xấu của người ta làm cái pháp xấu cho mình. Nói một cách khác là mình lấy cái bất thiện của người ta làm bài học cho chính mình, rồi mình bất thiện theo. Cái người tu là mình phải ngược lại. Người ta nói xấu mình không nói xấu thì ân oán nó mới hết. Có nhiều khi mình nói, chị thấy không, nó gặp tôi nó nói xấu tôi, hay là nó gặp tôi nó không thèm chào tôi, bởi tôi ghét tôi đâu có chào lại. Mình nói như vậy, nhưng mà người nghĩ là như vậy có nghĩa là mình anh hùng, mình giỏi, mà thiệt sự cái đó là mình đang làm một cái việc mà mình không biết, là lấy cái pháp bất thiện của người làm cái pháp bất thiện cho chính mình, thì đó không phải tu. Các thầy đi tu á, sau khi thọ xong 250 giới rồi đó, các thầy phải thọ 4 điều. Từ đây ngày mình tu, ngày thọ giới cho đến trọn cuộc đời này, người ta mắng mình không mắng lại. Người ta đùa cợt mình không đùa cợt lại. Người ta đánh mình không đánh lại. Người ta giết mình không giết lại. Tại vì chết rồi giết gì nữa. Người ta nói xấu mình không nói xấu. Người ta đùa giỡn mình không đùa giỡn. Tức là người ta giễu cợt mình đó. Không, người ta đánh mình không có đánh lại. Người ta mắng xả mình không có mắng xả lại. Thí dụ người ta có mắng mình không có đi kiếm rồi cái câu mình chửi lại. Mình hay có cái tật lúc nào chửi nghĩa cũng cả bụng vậy đó. Hễ nó đói cái mình đáp. Nó chửi một câu mình đáp lại một câu để chứng tỏ mình anh hùng, nhưng mà thật sự không phải. Cho nên trọn đời của một người tu phải thọ 4 điều. Thì bây giờ tóm lại, bây giờ chúng ta tu làm sao? Mỗi ngày trước khi ăn cơm, không cần biết mình ăn mặn ăn chay, nhưng mà trước khi ăn cơm, đại chúng lấy 3 miếng cơm lạc. Ăn 3 miếng cơm lạc làm cái đề mục tu cho mình, nhắc nhở mình mỗi ngày. Mình múc miếng cơm thứ nhất, mình đưa vào miệng, mình nói nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai mình để vô miệng mình nhai, mình nói nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba mình để vô miệng mình nói nguyện giữ lòng thanh tịnh. Tâm mà thanh tịnh ác không làm, tâm mà tịnh thấy thiện sẽ làm. Cho nên đó, mình nhớ một ngày mà làm ác, ác tự đã dư. Một ngày làm lành, lành chưa thấy đủ. Một ngày mình làm thiện không thấy đủ, mà một giây phút mình nghĩ ác, tự ác nó đã dư thừa. Tại sao? Vì cuộc đời này rác nhiều hơn hoa. Cái bất thiện nó đầy dẫy. Chúng ta là Phật tử, chúng ta nguyện học
Một cái điều là không bao giờ đóng góp thêm rác. Chỉ thấy rác lượm bỏ một thùng. Còn nếu lỡ mình có rác cầm bỏ một thùng, không có vung xả tùm lum, bất vệ sinh. Phật tử cũng vậy, thấy cái điều bất thiện không làm cho nó lớn ra nữa, mà thấy cái gì không lành không thiện lấy cất làm cho nó tiêu tan. Đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và đại chúng nhớ ba điều Pháp Hòa nói đó là ba đề mục của một vị Bồ Tát. Bồ Tát mà muốn làm Bồ Tát á, không có cần làm gì nhiều, chỉ cần thực hiện đủ ba điều này là hạnh Bồ Tát đầy đủ. Việc ác không làm, việc thiện sẽ làm, giữ tâm trong sạch. Hồi xưa có một ông đó, ông làm quan, ông đến hỏi một hòa thượng dạy cho ông pháp tu đó. Ông đọc cái hòa thượng đọc bài kệ này lên: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Ông quan mới nói: trời ơi, tưởng hòa thượng dạy cái gì cao siêu, bài kệ này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc. Hòa thượng trả lời: nói đúng rồi, con nít 8 tuổi dễ thuộc, ông già 80 làm không xong. Đúng không? Thuộc lòng thì ai chẳng thuộc. Nhưng mà tới 80 tuổi rồi mà chúng ta vẫn phải tu cái điều này hoài. Bây giờ muốn làm sao thiện đây? Làm sao mà đừng làm ác? Giữ giới. Làm sao mà làm thiện đây? Đi ngược lại. Thí dụ như không sát sanh là không làm ác, phóng sanh là làm lành, không trộm cắp là không làm ác, bố thí là làm lành, không tà hạnh với người khác, tu chánh hạnh, khuyên người chánh hạnh là làm lành, không nói dối mà nói lời chân thật, không đâm thọc, không đâm bì thóc, thọc bì gạo, không nói lưỡi hai chiều đó mà phải nói lời hòa giải, không nói lời mắng ác chửi rủa người ta mà phải nói lời hiền lành, không nói những lời vô ích mà phải nói những lời có ích, không có ăn uống những cái độc tố để hại thân tâm mình, thì phải tìm những cái sinh tố để tiếp xúc. Sinh tố là gì? Là những giáo pháp mà chúng ta nghe hàng ngày, tiếp xúc hàng ngày. Cho nên đó, người ta mới nói rằng bây giờ anh nói cho tôi nghe đạo đức căn bản của đạo Phật là gì? Đại chúng nhớ vậy thôi. Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Ba điều đó là căn bản đạo đức của nhà Phật. Người nào có được ba điều này đi tới đâu cũng được người thương mến. Tại vì trong tâm không khởi ác thì dĩ nhiên không làm ác, không nói ác. Tâm nghĩ thiện sẽ làm thiện, nói thiện. Được như vậy thôi. Không cần phô trương mình là Phật tử gì cả, nhưng mà mình sống ở đâu cũng là Phật tử. Mỗi ngày mình nghe pháp, học kinh, làm cho thân tâm mình thanh lọc. Thưa đại chúng, hôm trước ở Busan Pháp Hòa có nói, chúng ta tìm nhiều thuốc bổ lắm, nhất là ở Hàn Quốc này nhiều thứ bổ lắm, kẹo sâm, trà sâm, sâm cũ, sâm 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi thậm chí củ sâm lăn bột chiên ăn toàn bổ dưỡng. Nhưng mà những cái bổ dưỡng đó là tại vì chúng ta muốn cho khỏe cái thân, chúng ta phải kiếm những thức ăn, thức uống, thuốc men để bổ dưỡng cho thân. Không sai, tốt. Nhưng giờ tìm thêm chút ít thuốc, thức ăn để bổ dưỡng cho tâm. Mà tâm và thân được bổ dưỡng đầy đủ thì người sống có quân bình. Con người sống mà chỉ lo dưỡng cái thân mà quên dưỡng cái tâm á, mai mốt khổ không biết đường đi. Tại vì khi khổ đâu có khổ thân, khổ tâm không à. Thấy không? Mà khi mà cái người mà quân bình được như vậy rồi đó,
thì cái người đó tu trung đạo. Cho nên quý vị thấy không, Phật tượng có cái chấm ngay giữa nè, đó, nhìn cái tượng Phật có cái chấm ngay giữa. Tại sao không chấm đầu chấm ngay giữa? Dám nói Phật Ấn Độ lắm. Đúng rồi, Phật là người Ấn Độ cho nên chấm ngay giữa. Nhưng mà cái đó đó là cái truyền thống của Ấn Độ, đó là biểu tượng của tượng Phật. Nhưng mà hãy nhìn tượng Phật, cái chấm đó qua cái đạo lý của Đại Thừa, đó là con đường trung đạo. Con đường trung đạo, mình không có thiên lệch. Ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích ý nghĩa những tượng Phật có râu. Quý vị thấy chùa Hàn Quốc hay Phật hay có râu, Phật này cũng có râu. Phật này lai Việt Nam, lai Trung Quốc. Nhưng mà đa số các tượng Phật ở Hàn Quốc là có râu phải không? Đa số tượng Phật Nhật Bản có râu. Ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích cái đó đó. Có bốn thời kỳ làm tượng Phật. Thời kỳ thứ nhất là biểu tướng chân thân của Phật. Không có tượng gì hết. Phật là một biểu tượng đẹp nhất để mình nhìn. Cho nên nhìn tượng Phật là mình phát tâm. Thời kỳ đó qua rồi. Rồi bây giờ gì nữa? Biểu tướng của Phật: bông sen, pháp luân, ngôi tháp, con sư tử, y áo, kinh điển. Đó là biểu tượng của pháp của Phật. Bây giờ mình đi tới một chỗ nào không có hình Phật, không có tượng Phật, nhưng mà mình thấy cái chỗ đó có cái tháp, đó là biểu tượng của Phật. Chỗ đó có cây bồ đề là biểu tượng của Phật. Thời kỳ thứ hai là gì? Biểu tướng của Phật qua những cái gì liên hệ đến Phật. Thời kỳ thứ ba là gì? Tượng Phật. Mà thời kỳ thứ ba là thời kỳ bắt đầu làm tượng. Nhưng mà làm tượng đó, người ta có phối hợp với phương Tây, Hy Lạp, nghệ thuật làm tượng của Hy Lạp. Và nghệ thuật làm tượng của người Hy Lạp á, là người ta xác định cái tướng nam nữ rõ ràng. Cho nên hễ là tượng của người nam thì phải có râu. Cho nên khi làm tượng Phật vào thời đó, người ta muốn xác định Đức Phật là một đấng trượng phu. Tại vì theo quan niệm phương Đông và phương Tây, râu là tượng trưng cho nam nhân, râu là tượng trưng cho ý chí, sự thành tựu của một đấng nam nhi. Và người ta quan niệm là người nam phải có râu, gọi là đấng tu mi. Cho nên qua cái thời kỳ thứ ba, tượng Phật có râu. Cái thời kỳ thứ tư là chúng ta nhìn tượng Phật qua cái biểu tướng của Đại Thừa. Hai cái râu trên môi là tượng trưng cho chữ bát. Chữ bát là số 8 đó. Chữ bát nghĩa là số 8. Mà số 8 đó là tượng trưng cho 80 cái hình, cái tướng đẹp của Phật. Rồi ở dưới này có một cái râu xoáy ở dưới cằm nè. Hai ở trên này cộng dưới cái đây là 3, tượng trưng cho 32 tướng của Phật. Giống như khi người ta làm tượng Phật, dĩ nhiên là cái thời của Phật á, cái thời của Phật á là Phật đi tu, Phật vẫn cạo đầu. Nhưng khi người ta làm tượng Phật, người ta phải để Phật có tóc. Giờ thấy tới Phật tóc xoắn xoắn xoắn, đó là tóc của Phật. Đó là biểu tượng cho cái đẹp của Phật. Phật có 32 tướng, mà bây giờ làm một cái tượng Phật diễn tả làm sao đủ hết 32 tướng. Thì những gì người ta có thể nói lên được ở trên thân tượng Phật thì người ta làm hết để nói lên được. Ví dụ 32 mà diễn tả được 5 thì cũng tốt đi. Ví dụ lỗ tai dài là 1 đó, mũi cao kính là 2, mắt sâu là 3, thấy không? Môi đẹp 4, cổ có ngấn theo quan niệm 3 ngấn. Nhưng mà người ta đâu có nói cái ót của Phật được. Vì theo quan niệm, theo cái tướng của Phật là ở phía sau ót này của Phật không có cái lõm. Giờ mình rờ thử coi phía sau mình có cái lõm không? Thiếu một tướng rồi đó. Có những người phía sau bằng, không có lõm. Đó là một trong những tướng tốt của Phật. Bàn chân mình có lõm không? Bàn chân Phật là bằng. Thấy không? Nước bọt mình hôi không? Ừ, tại nói dốc quá.
Mình muốn lấy lòng cô đó, nói em xin em đứng một mình cũng xin. Nhưng mà tại cô đó cổ nghe không kỹ, cổ bắt đầu cổ mắc cỡ, cổ mân mê anh này, chọc em hoài, mà thiệt sự đâu có chọc gì, nói thật mà, có ai đứng với em đâu mà để so sánh. Trúc xin, Trúc mọc đầu đình, em xin em đứng một mình nó cũng xin, bị có người thứ hai đâu mà so sánh. Thì hôm nay thăm đại chúng và Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một cái bài nói chuyện. Đây là một cái bài kinh Đức Phật dạy cho một chúng ta về một chiếc thuyền. Khi người ta muốn làm thuyền thì người ta chuẩn bị thuyền có ba điều. Một là phải chuẩn bị gián, gỗ, keo đinh cho tốt. Chúng ta muốn độ người thì chúng ta phải chuẩn bị cho bản thân tâm hạnh của mình một cái giới pháp cho tinh nghiêm. Điều thứ hai, một khi đã là thuyền ra sóng thì chúng ta phải chấp nhận những sóng gió. Thì cũng giống như vậy, chúng ta sống ở đời, chúng ta phải chấp nhận những cái sự sóng gió lên xuống của cuộc đời, phải không? Ai cũng có những thời kỳ hết. Hồi trưa thầy Viện Chủ nói đây là cái thời kỳ của chúng ta ngồi đây, phần lớn là mùa xuân, còn tuổi của các ngài là mùa thu. Hồi sáng thầy nói cỡ như thầy Pháp Hòa, quý thầy quý cô ở đây là cái qua nó mùa đông. Thì quý anh chị thấy á, một năm có ba thời kỳ, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Một tháng cũng có ba thời kỳ, phải không? Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một ngày có đầu ngày, giữa ngày và cuối ngày. Đời của chúng ta cũng thế. Đầu đời là khi chúng ta còn trẻ bước chân vào đời. Bây giờ chúng ta đang vào đời và chúng ta đang là những người đang tạo ra sự nghiệp để giúp đỡ người thân, gia đình, nuôi con cái, vân vân. Đến khi chúng ta 50-60 tuổi là chúng ta bắt đầu sao? Đầu đời, giữa đời và bây giờ chuẩn bị cuối đời. Và đừng đợi tới cuối đời mới chuẩn bị, tại vì lúc đó sợ không kịp. Cho nên trong khi còn đang giữa đời và chuẩn bị nhà, cửa, những cái vật dụng để chúng ta chuẩn bị cuối đời. Và khi mà chúng ta lên xuống như vậy mà lòng chúng ta vẫn vững, không bị cái thịnh suy khen chê ở đời đó làm khổ mình, chừng đó mình mới có thể vững tay chèo, thăng bằng được chiếc thuyền mà vượt sóng. Cái sóng nó chẳng qua gió thổi thôi, chúng có gì, gió nhồi thì thấy sóng, gió lặng thì sóng yên. Đời của chúng ta cũng thế, có những lúc những cơn lốc soi nó đưa cái con sóng khổ, nhưng mà rồi nó sẽ bình lặng, phải không? Đừng có để cho nó làm mình mất thăng bằng, rồi mình mất đi cái cơ hội để chúng ta đi đến cái nơi mà chúng ta cần đến. Đó là chúng ta muốn đi tới một cái nơi an vui, hạnh phúc. Chúc quý đại chúng được sức khỏe, an vui. Và chúng ta lấy cái hình ảnh chiếc thuyền này trong kinh Phật dạy để làm cái đạo lý sống cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Trước khi chúng ta chấm dứt, xin được phép thay lời của Hòa Thượng Viện Chủ cũng như toàn thể quý anh, quý cô chú và đại chúng trong đoàn Phật tử từ Canada, ở Hoa Kỳ, ở Úc, vân vân sang đây trong suốt cả mười mấy ngày. Thì trước hết là xin cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức đã hết lòng chăm sóc cho sức khỏe cũng như mọi sự phương tiện của đoàn khi đoàn đến đây suốt mười mấy ngày. Đúng là chân ướt chân ráo đó. Và nhờ quý vị mà mọi người đều được an vui cho đến ngày hôm nay. Kế đến là cũng xin cảm ơn tất cả đại chúng từ ở khắp các nơi, cộng đồng Phật tử người Việt mình ở Hàn Quốc này, không có quản ngại đường xa mà quý vị về đây thăm viếng tu học với quý thầy trong suốt thời gian qua. Và hôm nay là ngày quy tụ đông nhất cuối cùng trong suốt mười mấy ngày sinh hoạt này.
Xin tất cả quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn của Pháp Hòa đối với tất cả quý vị. Dù quý vị chỉ nhìn một cái xá chào hay là một viên kẹo xăm mà quý vị tặng cho quý thầy, quý thầy rất trân trọng, vì đó là tất cả những tình cảm mà quý vị đã dành cho quý thầy cũng như tất cả mọi người trong đoàn. Xin nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho quý vị khỏe mạnh, an vui, vững chãi để chúng ta tiếp tục lướt những cơn sóng đời. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hồi hướng. Sau khi hồi hướng rồi thì nếu quý vị nào không có gấp về thì nán lại cho Pháp Hòa xin 15 phút để làm lễ quy y. Thì cho tất cả quý Phật tử hôm nay cũng như mình có cơ hội mình ôn lại cái pháp quy y và năm giới. Còn quý vị nào có nhu cầu ra về thì xin chúc quý vị được thượng lộ bình an. Còn nếu không có gấp gì hết thì sẽ thực hiện cái lễ quy y trong 15 phút. Vì hồi sáng đã giải thích hết tam quy ngũ giới rồi, bây giờ chỉ cần làm lễ thôi. Dạ, thôi đại chúng hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều